Hôm ngày 24 tháng 5 năm 2019, Đại hội Caritas quốc tế đã khai mạc tại Roma. Và sau đây là nội dung bài giảng trong buổi lễ khai mạc của Đức Thánh Cha Francisco. Anh chị em thân mến, buongiorno. Vi saluto tutti. Trong bài đọc sách công vụ tông đồ hôm nay, lời Chúa kể lại cuộc họp quan trọng đầu tiên trong lịch sử của giáo hội. Một tình huống ngoài mong đợi đã được minh xác. Những người dân ngoài đi vào niềm tin và một câu hỏi xuất hiện: có phải họ cũng phải điều chỉnh như những người khác cho phù hợp với những quy luật của luật cũ hay không? Đó là một quyết định thật không dễ để thực hiện. Và Chúa thì không còn hiện diện nữa. Người ta có thể tự hỏi, tại sao Chúa Giê-xu không để lại một lời đề nghị để giải quyết ít nhất là cuộc họp quan trọng đầu tiên ấy? Một dấu chỉ nhỏ đối với các tông đồ có lẽ sẽ đủ. Họ là những người trong nhiều năm ở với Ngài mỗi ngày. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại không luôn đưa ra những quy tắc rõ ràng và nhanh chóng quyết định? Đây là một cơn cám dỗ của sự thiểu năng, của việc nghĩ rằng giáo hội sẽ ổn nếu giáo hội đặt mọi sự trong tầm kiểm soát, nếu giáo hội sống mà không có những trục trặc, những vấn đề, với một chương trình luôn luôn trong trật tự. Tuy nhiên, Chúa lại không xử lý theo cách này. Thực vậy, Ngài không gửi câu trả lời của Ngài từ thiên đàng xuống. Ngài gửi thần khí, và thần khí không đến để đem lại một trật tự rõ ràng. Ngài đến bằng lửa. Chúa Giê-xu không muốn giáo hội như một khuôn mẫu hoàn hảo, hài lòng với việc tổ chức và khả năng bảo vệ thanh danh của mình. Do đó Chúa Giê-xu không sống kiểu đó, mà trên hành trình, mà không sợ những sự lộn xộn của cuộc sống. Tin mừng là chương trình sống của chúng ta. Tin mừng dạy cho chúng ta biết rằng các vấn đề không được giải quyết với một công thức sẵn có, và rằng niềm tin không phải là một lịch trình mà là một con đường để đi theo nhau, luôn cùng nhau với một tinh thần tin tưởng. Từ trình thuật của sách công vụ tông đồ, chúng ta học được ba yếu tố quan trọng đối với giáo hội trên hành trình. Đó là: thứ nhất, sự khiêm nhường lắng nghe; thứ hai, đặc sủng đoàn thể; và thứ ba, lòng can đảm từ bỏ. Chúng ta bắt đầu từ cuối, từ lòng can đảm từ bỏ. Sự thành công của cuộc họp quan trọng đó không phải là áp đặt một điều gì đó mới mẻ, mà rút ra một điều gì đó từ điều cũ. Tuy nhiên, những Kitô hữu tiên khởi này đã không để cho mọi sự tồn tại chẳng vì điều gì. Việc ấy phải có liên hệ đến những truyền thống và điều buộc của tôn giáo, gần gũi với dân được tuyển chọn. Căn tính tôn giáo của họ đang lâm nguy. Tuy nhiên, họ đã chọn lựa là việc loan báo của Chúa đi trước và xứng đáng hơn tất cả mọi điều. Vì thiện ích của việc truyền giáo, loan báo cho mọi người theo một cách thế minh bạch và đáng tin cậy, là Thiên Chúa là tình yêu, còn những niềm xác tín và tập tục của con người ấy vốn là những cản trở hơn là sự trợ giúp, có thể và cũng phải bị bỏ lại phía sau. Chúng ta cũng cần phải tái khám phá cùng nhau vẻ đẹp của sự từ bỏ. Trước hết là từ bỏ chính bản thân mình. Thánh Phêrô tông đồ nói rằng: Chúa thánh luyện tâm hồn bằng niềm tin. Thiên Chúa thánh luyện làm cho đơn giản,
thường là làm cho một người lớn lên bằng cách lấy đi chứ không thêm vào, như chúng ta vẫn thường làm. Niềm tin thật sự thanh luyện khỏi những chính bén. Để theo Chúa, thật cần thiết phải bước nhanh, và để bước nhanh, thật cần thiết để làm nhẹ bản thân mình đi, ngay cả việc ấy phải trả giá. Là giáo hội, chúng ta không được mời gọi để thực hiện những thỏa hiệp kinh doanh, mà những cú nhảy mang tính tin mừng. Và trong khi thanh luyện chính mình, trong việc cải tổ bản thân, thì chúng ta phải tránh việc diện đồ trưng bày, nghĩa là giả vờ thay đổi điều gì đó trong khi thực tế chẳng có gì thay đổi. Điều này xảy ra chẳng hạn khi tìm kiếm để bước đi cùng thời cuộc, người ta chạm vào các bề mặt của mọi sự, nhưng đó chỉ là lớp trang điểm, dường như là còn trẻ. Chúa không muốn những sự điều chỉnh mang tính thẩm mỹ. Ngài muốn sự hoán cải của tâm hồn. Điều cần phải trải qua là sự từ bỏ, cuộc cải tổ nền tảng, là đi ra khỏi bản thân mình. Chúng ta hãy xem những Kitô hữu tiên khởi đi xa thế nào. Họ đi đến sự can đảm từ bỏ, khởi đi từ sự khiêm nhường lắng nghe. Họ thực thi chính họ trong sự thờ ơ với chính bản thân. Chúng ta thấy mỗi người để cho người khác nói và sẵn sàng thay đổi những niềm xác tín của mình. Chỉ khi người ta để cho tiếng nói của người khác thật sự đi vào mình thì mới có thể lắng nghe. Khi sự quan tâm hứng thú người khác lớn lên thì sự thờ ơ với bản thân sẽ gia tăng. Người ta trở nên khiêm nhường theo cách thế biết lắng nghe. Điều giữ lại việc muốn khẳng định bản thân, khỏi việc chọn những ý tưởng của mình cách quyết liệt, khỏi việc tìm kiếm sự đồng thuận bằng mọi giá. Sự khiêm nhường được sinh ra khi, thay vì nói, người ta lắng nghe, khi người ta thôi không còn ở trung tâm nữa. Do đó, sự khiêm nhường lớn lên qua sự khiêm hạ. Đó là con đường của sự phục vụ khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã đi theo. Chính con đường của bác ái mà thần khí ngự xuống và hướng dẫn. Đối với một người muốn đi theo con đường của bác ái, của sự khiêm nhường, của việc lắng nghe, thì đó có nghĩa là tự lỗ tai mở ra cho những người bé mọn. Chúng ta hãy nhìn lại các Kitô hữu tiên khởi đi. Tất cả họ đều thính lặng nghe ông Barnaba và Phaolô. Họ là những người cuối cùng đến, nhưng người ta lại để cho họ đề cập hết mọi điều tốt lành mà Thiên Chúa đã đạt được qua họ. Thật luôn quan trọng để lắng nghe tiếng nói của hết mọi người, đặc biệt là những người bé mọn và những người sâu hết. Thế giới có nhiều phương thế để nói nhiều hơn nữa, nhưng giữa chúng ta không thể như thế, vì Thiên Chúa yêu thích mặc khải chính Ngài qua những người bé mọn và người sâu hết. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta đừng nhìn vào bất cứ ai từ trên cao xuống, và sống cùng lắng nghe cuộc sống. Ông Phaolô và ông Barnaba kể lại kinh nghiệm của họ, chứ không phải những ý tưởng. Đây là cách mà giáo hội thực sự biện phần, không phải trước một cái máy tính, mà là trước thực tại của những con người. Con người đi trước các chương trình với cái nhìn khiêm nhường vốn có, để thấy ở nơi những người khác sự hiện diện của Thiên Chúa, đứng không ngự trong sự lớn lao của việc mà chúng ta thực hiện, nhưng trong sự bé nhỏ của người nghèo mà chúng ta gặp gỡ. Nếu chúng ta không nhìn trực tiếp vào họ, thì chúng ta sẽ luôn mang lấy kết cục là nhìn vào chính bản thân mình và làm cho họ trở thành những công cụ để khẳng định bản thân của chúng ta.
Từ sự khiêm nhường của việc lắng nghe đến sự can đảm từ bỏ, tất cả đều đi qua đặc sủng đoàn thể. Thật vậy, trong sự thảo luận của giáo hội sơ khai thì sự hiệp nhất luôn thắng thế trước những khác biệt, vì mỗi người, những yêu thích và chiến lược của mỗi người không ở vị trí ưu tiên, mà là sự hiện hữu và cảm nhận bản thân về giáo hội của Chúa Giêsu tập trung qua Phêrô trong một tình bác ái vốn không tạo nên sự đồng phục mà là sự hiệp thông. Không ai biết hết mọi sự, không ai có toàn bộ các đặc sủng cả, mà mỗi người có được đặc sủng của toàn thể. Điều đó thiết yếu vì điều tốt lành không thể thực sự được thực hiện mà không yêu thương nhau. Đây là bí quyết của những Kitô hữu này. Họ có những sự nhạy bén và hướng khác nhau, thậm chí có những tính cách mạnh nhưng lại có sức mạnh của việc yêu thương nhau trong Chúa. Chúng ta thấy điều đó nơi Giacôbê, là người vào thời điểm đưa ra những kết luận, nói một vài lời của chính ông và trích nhiều lời của Thiên Chúa. Ngài để cho lời lên tiếng, trong khi những người nói của ma quỷ và thế gian dẫn đến sự chia rẽ, thì tiếng nói của vị mục tử nhân lành chỉ tạo nên một đoàn chiến. Do đó, cộng đồng được thiết lập trên lời Thiên Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Đó là điều mà Chúa Giêsu yêu cầu trong tin mừng. Việc đó được thực hiện thế nào? Thật cần thiết để gần gũi với Ngài. Tấm bánh bẻ ra, sự thật hữu ích khi chúng ta đứng trước nhà tạm và trước nhiều nhà tạm sống động là người nghèo, thánh thể và người nghèo, nhà tạm cố định và các nhà tạm di động. Ở đó, người ta ở lại trong tình yêu và thấm nhuần tinh thần của tấm bánh bẻ ra. Ở đó người ta hiểu cách mà Chúa Giêsu nói đến, như Chúa Cha yêu thương Thầy thì Thầy cũng yêu thương anh em. Và Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu thế nào? Trao cho Ngài mọi sự, không giữ lại bất cứ điều gì cho chính mình. Chúng ta tuyên xưng điều đó trong kinh Tin Kính: Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Ngài đã trao cho Chúa Giêsu mọi sự. Thay vào đó, khi chúng ta hãm lại việc cho đi, khi những ưu tiên bảo vệ của chúng ta ở vị trí ưu tiên, thì chúng ta không noi theo cách của Thiên Chúa. Chúng ta không phải là giáo hội tự do và giải thoát. Chúa Giêsu mời gọi rằng chúng ta ở lại trong Ngài, chứ không phải ở trong những ý tưởng của chúng ta, đi ra khỏi sự giả vờ của sự kiểm soát và quản trị. Ngài mời gọi chúng ta tin tưởng người khác và trao ban chính bản thân chúng ta cho người khác. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi não trạng siêu hiệu năng, khỏi tinh thần thế tục, khỏi cơn cám dỗ tinh vi của việc tự thờ phượng bản thân và sự can đảm của chúng ta. Chúng ta hãy xin ân sủng để chọn con đường mà lời Chúa đã chỉ ra: khiêm nhường, hiệp thông, từ bỏ.